Tiếp theo thì chúng ta đi về phần tính chất hóa học của axit sulfuric loãng. Thì axit sulfuric thì nó có tính axit mạnh, nhưng tính axit sulfuric, tính chất axit của dung axit sulfuric loãng thì nó có những tính chất khác với axit sulfuric đặc. Thì cụ thể thì tính chất của axit sulfuric loãng nó là một dung dịch mà có tính axit mạnh và nó có đầy đủ tính chất hóa học của một axit thông thường. Có vẻ cụ thể là dung dịch axit sulfuric thì làm quỳ tím hoa đỏ, cái này chúng ta sẽ thí nghiệm. Cái thứ hai là oxit bazơ cộng với axit sulfuric thì tạo thành muối sulfat của nước. Chúng ta đề cập ở đây nó có ba loại oxit, oxit hóa trị 1, oxit hóa trị 2 và oxit hóa trị 3. Thì natri oxit ta thấy là ghép Na với hai độ 4 thì ta sẽ được công thức của muối là Na2SO4 cộng với nước. Nước là sự kết hợp của H và O. Thì do Na hóa trị 1, SO4 trị 2 trên công thức là Na2SO4. Thì tương tự như thế thì MgO cộng 2SO4 thì ta sẽ Mg hóa trị 2, SO4 trị 2. Nên công thức của muối là MgSO4 cộng với nước. Fe2O3 thì ta thấy là oxy hóa trị 2 nhân 3 nhân 2 chia 2 được 3, vậy là sắt hóa trị 3. Nên công thức của muối là Fe2SO4 3 cộng với nước. Hai phương trình trên là tự cân bằng, những phương trình dưới chúng ta cân bằng, chưa cân bằng là cân bằng. Cân bằng Fe ở đây có 2 Fe, nếu 2 thì sẽ là 1, là 1. Đây là 1 có 3SO4. Đây không đóng màu hoặc gì, đây hiểu là 1. Vậy là để cân bằng có thể đề là 3. Đấy, 3 có 2 nhân 3 là 6. 6 chia 2 được 3. Tính chất tiếp theo là bazơ cộng với dung dịch axit tạo thành muối sulfat và nước. Cái phản ứng này có tên riêng là phản ứng trung hòa. Thì bazơ đại diện thứ nhất là nó do kim loại hóa trị 1, nó là NaOH, đây là dung dịch bazơ mạnh. N cũng giống như trên, cái hiểu tương tự như trên, thì thấy Na ghép F4 và H ghép với OH thì ta sẽ có muối là Na2SO4 cộng nước. Các bạn phải lưu ý nha, cân bằng phương trình này thì nó giống như cái phương trình trên, là bước 1 ta phải cân bằng kim loại, bước 2 cân bằng gốc axit xuất phát từ muối, và bước 3 cân bằng nước. Đây có 2 Na thì có 1, thì đây là 2, đây là 1. Đặt lên 1 thì có 1SO4 thì bên này cũng phải 1SO4. Nhưng khác với phương trình trên thì hiđro chỉ có trong axit thôi, thì chuyển từ hệ số của hiđro chuyển sang hệ số của nước. Nhưng trong bazơ cũng có hiđro. Phương trình bazơ cộng axit thì trong bazơ có hiđro, trong axit có hiđro phải cộng hiđro lại. 2 nhân 1 là 2, 1 nhân 2 là 2. 2 hiđro trong axit cộng 2 hiđro trong bazơ là 4. 4 chia 2 được 2. Đấy. Tương tự, chúng ta sẽ có phương trình tiếp theo là CO hóa trị 2 ghép với S4 hóa trị 2. Thì ta nhìn 2 rô, 2 OH thì ta hiểu ngay là mỗi thành phần đều có trị 2 rồi. Thì công thức sẽ là CO S4 cộng nước. Thì cân bằng ở đây có 1 CO, đây có 1, thì đây sẽ là 1, đây là 1. Hệ số là 1 S4 thì đây sẽ là 1. Nhưng đặt đi 1 có 2H, đặt đi 1 có 2H. 2 rô ở đây, 2 rô đây là 4. Tương tự thì AlOH3 thì suy ra AlOH3 hoặc là chúng ta thuộc AlOH3 thì ta có công thức là Al2SO43 cộng với nước. Ta cân bằng ở đây thì có 2Al, đây có 1 thì đây sẽ là 2, đây là 1. Đặt đây hệ số chỗ này 1 thì có 3 gốc SO4, đây có 1SO4 thôi thì đây sẽ là 3. Khi đặt 2 vào đây ta có 6H trong bazơ, đặt 3 vào đây ta có 6 hiđro trong axit. Vậy 6 cộng 6 là 12, 12 chia 2 được 6. Rất nhiều bạn điền đây là 3, 6 điền đây là 3. Rất nhiều bạn sai như vậy. Sang tính chất thứ tư là khi kim loại mà cộng axit sulfuric loãng thì cũng tạo thành muối giải phóng hiđro. Các bạn lưu ý nha, với axit chloric hay axit sulfuric loãng mà cứ giải phóng hiđro thì nó phải thỏa mãn là điều kiện là kim loại đứng trước hiđro thì mới đẩy hiđro ra khỏi axit. Cái thứ hai là với những kim loại có nhiều hóa trị, thông thường hóa trị là 2 và 3 đối với sắt hoặc là 2, 4 đối với niken tiết chỉ thì bao giờ thể hiện hóa trị 2. Vậy ở đây là Mg ghép với 4 thì có biết Mg thì hóa trị 2 cho nên công thức của muối là Mg
SO4 cộng H2 Al thì hóa trị 3, nhôm hóa trị 3 cho nên công thức của muối là Al2 F43 cộng hiđro cân bằng lên. Đây sẽ là 2 đây là 1, đây 1 3 F4 thì đây 3. 3 nhân 2 là 6, 6 chia 2 là 3. Fe thì sắt thì có hóa trị là 2 và 3. Thì nó thể hiện hóa trị 2, các bạn nhớ nha, sẽ có hiđro. Thì trở thành FeSO4 cộng H2. Phần tự cân bằng rồi. Thế nhưng mà cho Cu và có 24 thì Cu đã đứng sau hiđro, do đó mà phản ứng này không xảy ra, đồng không đẩy hiđro trong axit sulfuric loãng. Thế vậy đấy là những tính chất hóa học của axit sulfuric loãng, học đến bài bài axit. Nó còn một tính chất nữa là tác dụng với muối. Thì buổi sau chúng ta sẽ hiểu chi tiết hơn về phản ứng của axit sulfuric với muối. Nội dung về phần tính chất hóa học của axit sulfuric loãng dừng ở đây. Các bạn thể hiện những cái nội dung bài tập ở dạng lý thuyết hay dạng tính toán của phần này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục với những cái giải thích, những cái giải đáp về phần bài tập. Chào các em.